Xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về một loại cây được gọi là bạn nhiên thanh. Nhưng mà bạn nhiên thanh này khác với các loại khác, đó là không phải là bạn nhiên theo thanh ấy, mà đây là bạn nhiên thanh trồng giỏ này. Bạn nhiên thanh giỏ treo nhé các bạn ơi. Đây ạ. Đó. Bạn nhiên thanh treo giỏ nha các bạn ơi. Bạn nhiên thanh treo giỏ này thì sống lâu năm và rất là xanh tốt, um tùm luôn. À, các bạn xem, thấy không ạ? Đấy. Mà mùa đông thì lá không héo úa nên lá được coi là loài cây cắt tướng, ưu chuộng và sử dụng rất là rộng rãi. Bạn nhiên thanh này trong ngày lễ, dùng trong ngày lễ là trong ngày lễ Tết là ngụ ý sung túc, tốt đẹp ở trong mọi công việc hôn nhân đó. Thì để cầu chúc cho sự như ý này trong ngày lễ mừng thọ và là để chúc người ta sống thọ đó, sống lâu trăm tuổi. Những chậu vạn niên thanh treo giỏ này rất là tươi mắt, treo lên giàn hoa này hay là mái hiên ở ban công có thể làm cho không khí của mình thêm thanh mát hơn này và nhẹ nhàng hơn, mát mẻ hơn. Hãy cùng chúng tôi hãy cùng tôi để tìm hiểu về loài cây này như thế nào nhé các bạn ơi. Thì cái vạn niên thanh treo giỏ này thì tên thường gọi nó là vạn niên thanh. Nó có rất là nhiều loại, vạn niên thanh trầu bà sữa này, vạn niên thanh xanh này, vạn niên thanh trồng ở thủy sinh, vạn niên thanh trồng đất. Còn loại này là vạn niên thanh trồng đất nhưng nó là loại dây như thế này, dây leo như thế này và treo giỏ để mình có thể móc ở ban công, móc ở cửa sổ ở trong nhà của mình. Tên gọi khác của cây này có tên gọi khác là môn trường sinh, và cây này nguồn gốc từ Colombia và Brazil. Đó. Về ý nghĩa phong thủy của cây vạn niên thanh treo giỏ này thì mang lại cái ý nghĩa là sự may mắn này, tài lộc này, suôn sẻ trong mọi công việc và trong cuộc sống của gia chủ nhé. Và cái cây vạn niên thanh này tượng trưng cho sự phát triển bền vững và cát tường thịnh vượng. Cây này còn được coi là loài cây mà cát tường trồng vạn niên thanh này sẽ mang lại cho mình điều may mắn và sung túc. Còn công dụng của vạn niên thanh, công dụng của vạn niên thanh này thì rất là nhiều nhé mọi người. Tác dụng của vạn niên thanh này thì sẽ có tác dụng là thanh nhiệt và giải độc, cường tinh lợi của cường tim lợi thủy này, với lại có tác dụng là cầm máu này, trị cho người bị đau họng này, tim yếu này, rắn cắn này, hay là bị đánh đập, bị bổ té tổn thương, hay là bạch hầu, bỏng nước sôi đó, có thể giúp cho mình điều hòa không khí này, tạo môi trường trong lành và thanh mát nhé mọi người. À, rất là xinh ạ, đúng không? Môi trường thanh mát và dễ chịu. Và cái cây này có thể trang trí hành lang này, ban công, cửa sổ, hiên nhà của chúng ta rất là dễ, mình chỉ cần treo lên, móc lên như thế này là có một không gian xanh sạch đẹp tươi mát rồi. Thì trang trí có thể làm dàn trang trí trong giàn hoa này, em trang trí giàn hoa và ban công, tường nhà, hoặc là đặt trên bàn làm việc hay là bàn khách, phòng khách cũng rất là đẹp. Mình chỉ cần để bàn như này thôi thì nó cũng rất là đẹp rồi nha mọi người. Nó cái cây vạn niên thanh có thể coi như là một cái liều thuốc ấy, để có thể giúp cho tinh thần của mình á, những người sở hữu cái cây này với cái tinh thần là thoải mái này, tinh thần thoải mái dễ chịu và có thể tăng cao cái hiệu quả làm việc, năng suất công việc của mình. Bên cạnh đó thì vạn niên thanh này còn điều hòa mắt và chúng ta trở nên chẳng có cái trạng thái ban đầu gọi là năng lượng hơn đó. Vị trí để đặt cây vạn niên thanh này thì có thể đặt ở các vị trí như là ban công, cửa sổ, hay là hiên nhà, hành lang.
cây này có thể sử dụng ở nhiều của các đối tượng nào cũng có thể sử dụng cây này, nhưng là trong gia đình chúng ta này, trong nhà hàng này, trong văn phòng làm việc này, có thể dùng để trang trí nhà cửa nha mọi người, trang trí cái sân vườn của chúng ta. Cây vạn niên thanh này thì có nguồn gốc từ đảo Salomon, Thái Bình Dương. Cây thì thân leo và thân tròn mềm và có nhiều rễ móc ký sinh, bò dài và thòng xuống. Cây mọc ở đất và nước, cây ưa ẩm, lá đơn và cái hình dạng trái xoan rộng, góc hình tim này và đầu nhọn. Thấy không ạ? Đấy. Phiến lá khá dày, xanh đậm và có đốm vàng hay là có đốm vàng ngàn lục. Về tốc độ sinh trưởng thì cây này phù hợp với môi trường đất ẩm và ưa bóng mát. Để có cách chăm sóc của cây vạn niên thanh này thì chúng ta có thể về nước thì chúng ta thì nhà về chế độ nước thì vào mùa hè thì tưới, nên tưới thường xuyên ngày một lần, còn vào mùa đông thì nên giảm bớt cái khoảng tưới đi, là tầm 2 3 ngày mình tưới một lần thôi. Về trồng đất thì trồng đất phải tơi xốp và dùng đất bình thường, khoảng 2 năm đảo chậu một lần, đồng thời thì loại bỏ những thân cây trụi lá đi để thúc đẩy cái sức ra chồi non của cái cây, và bón lót cho trộn một lớp phân đó. Thì những lưu ý của khi mà chăm sóc cây vạn niên thanh này á, thì chúng ta có thể lưu ý như sau, đó là thường xuyên làm sạch lá đi, làm sạch lá, nhất là cái mặt lá mà tránh sự tấn công của sâu bọ, cái mặt lá hỏng đó thì chúng ta bỏ đi. Đấy. Để cây ở bên cạnh cửa sổ thì sau 7 đến 10 ngày thì di chuyển chậu một lần. Sau khi xoay chậu thì sau khi mà xoay chậu di chuyển thì di chuyển chậu một vòng 180 độ thì không nên trồng cây vạn niên thanh này trong phòng kín, đặc biệt là các phòng ngủ. Không nên để một cây mủ mủ của cây dính vào trẻ nhỏ. Nha mọi người. Và không đổ bã chè, bã cà phê vào chậu cây, luôn giữ cho chậu cây thoáng mát, và mỗi tháng một lần nên mang chậu cây ra ngoài trời để tắm nắng, cho cây tắm nắng đó mọi người, cây cũng cần tắm nắng như mình nhá, để cho cây nó xanh tốt hơn, lá nó xanh đậm hơn, đẹp hơn. Không nên đặt chậu cây vào trực tiếp ở dưới ánh nắng, ý là mình chỉ cần để ở chỗ ánh sáng bình thường thôi, thì cũng không phải là không 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 để cây dưới ánh nắng trực tiếp chiếu chiếu vào cây. Và cây cây xuất hiện thích có các cái lẹp lá vàng mà lá úa các thứ ấy, thì mình phải cắt bỏ đi. Và cây bị rụng hoặc là cái nhánh cây có hiện tượng mềm rụng thì chúng ta cần phải thay thế, cắt bỏ đi để không bị lây lan ra các cái cây khác. Mà mình có nhu cầu mà muốn sở hữu cho mình một cái cây như thế này để thanh lọc không khí này, để cho cái không gian sống của mình nó tươi xanh xanh mát hơn, thì hãy nhanh tay gọi điện ngay cho chúng tôi và để được mình tư vấn miễn phí và để tìm cách thức để đặt mua, hoặc là có thể ra trực tiếp cửa hàng của chúng tôi để mua nhé. Cửa hàng ở 39 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, với số điện thoại là 0855 299 198 nhé. Chúng ta có thể nhanh tay gọi điện để được ưu đãi tốt nhất nha các bạn ơi. Xinh quá. Đấy rồi. À.